Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình lâu quá rồi, hôm nay mình tiếp tục lại lên cần câu cho mọi người lựa chọn. Thì cần về khá là nhiều nhưng mà mình chỉ mới soạn được có 20 cây cần này thôi. Vừa có cả cần tay, vừa có cả cần máy nha mọi người. Đấy. Quay sơ qua cho mọi người coi. Đấy. Người lướt qua người nhìn xem có cái cần nào ưng ý thì tí nữa lướt kéo video tua nhanh coi nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cây cho mọi người. Đây, trước tiên đây là cái cần Shimano này. Đấy, cần Shimano cho mọi người. Đây, cần rút Shimano. Đấy. Đấy. Cái này đây thông số của nó đây. Cái thứ tự thông số của mình thì mình giới thiệu luôn cho mọi người. Đầu tiên đây là cân nặng của nó là 520 g. Đấy. Cái này là số này là đường kính của cái độc đỉnh này là 1,7 ly. À, chiều dài của nó là 5,9. Đây, còn cái này là thu và ngắn nhất của nó là 1 mét. Đấy. Này, bát thường nha mọi người. Đấy. Còn dàn phan của nó đây. Có những cái nứt. Bị nứt nha mọi người. Nhưng mà toàn bộ đều còn đá nha mọi người. Đấy. Nó có ống nè, 1 ống nè, 2 ống nè, 3 ống nè, 4 ống nè, 5 ống nè, 6 ống và một cái đọt. Đây, coi như là 7, 7 đoạn đấy. Nha mọi người. Ok. Rồi. Báo giá luôn. Đây. Cái cần này cần số 1 270.000. Nói về cái nước sơn mới, độ mới của nó thì theo mình nhận định cái cần này chắc cỡ độ mới của nó khoảng cỡ 65% nha mọi người. Đây. 65 đến 70%. Đấy. Tiếp theo cũng là một cây cần rút. Cái cần này thì đây. Nó tên của nó chỉ có hiệu như thế này thôi. Đây. Cái cần này thì nhìn cũng khá là mới nha mọi người. Đây. Đây. Cái độ mới của nó thì chắc còn khoảng cỡ 80% trở lên đấy. Đấy. Cái phần trăm này thì tùy mỗi người nhận định thôi chứ còn mình cảm thấy như thế 80 cái gần này là khoảng 80% trở lên nha mọi người. Đây, thông số của nó cân nặng là 140 g. Đường kính của độc đỉnh là 2,5 ly. Đấy. Chiều dài của nó là 1,8 m. Và thu vào ngắn nhất của nó là 99 cm. Đấy. Đấy, cái đầu này muốn thử rồi nha. Đấy. Đấy, mọi người. Đấy, dàn phan của nó này. Đấy. Đó, nó chỉ có hai đoạn như thế này thôi nha mọi người. Đấy. Cái cần này giá là 150.000. Số 2 150.000. Tiếp theo số 3 cũng là một cây cần rút. Đấy. Đây, hiểu như thế này đây. Cái cần này thì đây, dài 2,4 m. Dài 2,4 m. Thu vào ngắn nhất của nó là 87 cm, cân nặng của nó là 140 g, đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly. Đây. Ách thường. Dàn phan của nó này. Ok mọi người. Cái số 3. Giá đây 180.000. Số 4 tiếp tục một cây cần rút hiệu gì đây? Đây như mọi người đã thấy trên hình. Đây.
cái cần này độ mới của nó khoảng cỡ 60% nha mọi người. Này khoan thì nó hơi hoang rỉ thế này đây, mình coi nó máy đoạn nè, nó có ba ống nha mọi người, đây ba đoạn như thế này đây. Chất liệu phíp này, nó dài 3 mét nè, thu vào ngắn nhất của nó là 1 mét mốt, cân nặng là 220 gram, đường kính đọc đỉnh của nó là 3 ly. Đấy, giá của nó là 190. Số 4 190 nghìn. Đây, tiếp tục một cây cần rút này, bát nhựa nha mọi người. Này, hãng của nó đây, Made in Korea. Này, vàng của nó đây. Này, nó cũng có ba khúc như thế này nha mọi người, ba ống như thế này. Đấy, số của nó dài 2,4 mét này, thu vào ngắn nhất của nó là 88 cm, cân nặng của nó là 160 gram, đường kính đọc đỉnh của nó là 2 ly. Ok, giá của nó là 170 nghìn. Số 5 170. Tiếp theo số 6 lại tiếp tục một cái cần rút này. Đây, hiệu của nó đây. Cái cần này thì độ mới của nó cũng nằm khoảng cỡ 70% nha mọi người. Lúc nãy giờ cần thì đa phần là nằm độ mới của nó toàn nằm cỡ khoảng 60-70% thôi. Đấy, fan của nó này, này quay mấy cái fan cho mọi người coi. Đây, khuyết điểm của nó fan như thế này đây. Đấy, mọi người cái này về mọi người có thể thay đi nha mọi người. Cái này cũng có ba khúc như thế này nha mọi người, rút có ba khúc như thế này. Đây, bát Fuji này. Đây, thông số của nó dài 3 mét, thu vào ngắn nhất của nó là 1 mét mốt, còn cân nặng của nó là 220 gram, đường kính của cái đọt đỉnh là 2,8 ly. Đấy, nha mọi người. Cần này thì phíp nha mọi người, phíp. Những cái cần này chất liệu là phíp. Số 6 400. Sao 400 nha mọi người. Tiếp theo lại một con cây cần rút, hiệu thế này này, dài 2,7 mét. Này, bát vặn thường này. Này thì cũng độ mới của nó cũng khoảng cỡ 65%. Này, thông số này, dài 2,7 mét, thu và ngắn nhất của nó là 99 cm, nặng 180 gram,
Đường kính đồng đỉnh là 2,3 ly. Đấy. Chất liệu phíp luôn. Vàng này. Đấy mọi người. Đây. Đó, nó cũng 3 đoạn như thế này. Cần này là số 7. Giá 190.000. Tiếp theo là một cây cần rút Olympic. Cần rút Olympic nha mọi người. Này. Bát Fuji. Đó. Cần này chất liệu carbon luôn. Đấy. Carbon này. Ghi luôn là carbon. Này. Các khoang này. Khoang của nó, ba cái khoang này là người ta, ba cái khoang không đá nha mọi người, chứ không phải là nó bị rớt đá đâu nha mọi người. Đấy. Mọi người coi ba cái khoang không đá, người ta đã làm khoang trơn ở trong này, kim loại trơn nha mọi người. Đấy. Mình còn một con, nó còn mấy đoạn nè. 1 2 3 4 5 6, tất cả 6 đoạn. Đấy. Cái cần này thì độ mới của nó thì khoảng cỡ 45-50% thôi. Từ màu sơn nên nó cũng hơi bị bạc thôi nha mọi người. Đấy. Số 8. Số 8. 350.000. 350.000 nha mọi người. Tiếp theo số 9, tiếp tục một cây cần rút. Cây này thì không thấy ghi tên tuổi gì nên mình cũng không biết cái hãng gì. Đấy. Nước sơn. Okay, cây này độ mới khoảng 55%. Đấy. Bát này. Bát Fuji nha mọi người. Bát Fuji. Đấy, cứng. Đấy, bát Fuji FS6 nhé. Này, khoan này. À, bao nhiêu đoạn nữa chứ? 1, 2, 3. Bốn đoạn. Đấy. Thường thì mình chỉ nhận xét ngoại hình là mình chỉ đa phần nhận xét ở cái đột cuối nha mọi người. Còn phía trong thì đa phần mọi người bắt đầu phía trong thì đa phần là nó tương đối là mới. Đấy, chỉ có một số cây thì nó hơi xước sát tí thôi, nó đi, lúc người ta rút cần và nó xước sát tí thôi, chứ mình nhận xét ngoại hình đuổi mình nhận xét ở bên ngoài này thôi. Còn phía trong thì tương đối là mới rồi. Đấy, hàng của nó đây. Tổng số dài 3,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,04 m, cân nặng là 160 g, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, giá tiền 250.000. Số 9, 250.000. Tiếp theo là cái cần này, nó có một đoạn như thế này thôi và mình cũng chả thấy nó ghi hiệu gì cả. Đấy. Này, bát thường FS6. Đấy. Đây. Nó có những cái cần này, những cái cần tay trợ máy đó, nó có phanh nhỏ sợi kim loại như thế này đây. Đấy. Rồi. Rồi, khá là mảnh nha mọi người. Đấy. Cái cần này dài 1,5 m, cân nặng của nó có 90 g thôi. Còn đột nó là đường kính 0,75 ly. Đấy. Giá tiền của nó 140.000.
Cái này số 10. 140. Đây. À, tiếp theo là cái cần hai thúc. Hiệu của nó đây. Phan này. Này phan kim loại trơn nha mọi người. Đấy, phan kim loại trơn. Phan nào phan không đá. Đấy. Hai khúc như thế này. Hàng China xuất nhập. Đấy. Dài 1m6 này. Thu vào ngắn nhất của nó là 85cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2,2 ly. Cân nặng là 180g. Đấy. Thử cái đọc. Cần này thì mình cầm cái đặc đây, không biết nhựa đặc, nhựa cao cấp hay sao. Cầm cái đặc đây. Đấy, cần này số 11, 130. Đi. Tiếp theo, số 12. Và cái cần hai đoạn. Không biết cái hãng gì mà nó bị cái tem nó bị mờ ra. Đấy. Bát thường nha mọi người. Này. Phan này, dòng phan còn ok. Đấy. Mới của cây này thì khoảng cỡ 65%. Dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 1m23, cân nặng của nó là 280g, đường kính đọc đỉnh của nó là 3,4 ly. Cây này cây số 12, 250. Nha, 250 nha mọi người. Tiếp theo đây là cái cần ba đoạn. Cần này cần Shimano nha mọi người. Shimano cần ba đoạn này. Bát thường phan còn ok này, có cái phan động này. Ok, cái này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ được 55%. Đấy. Cái này phíp nha mọi người, chất liệu phíp đó. Này, phíp đây. Đây, dài 3m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m07 nha mọi người. Cân nặng 340g. Đường kính đọc đỉnh của nó là 3 ly. Cây số 13, 300. Ba 300 nha mọi người. Tiếp theo mình còn 7 cái cần. Đây. Còn một cái cần máy cuối cùng. Này. Cây cần này thì hiệu gì cũng không thấy ghi luôn. Bát FS6 này. Đấy. Cần này như kiểu cần tay đỡ máy. Đấy. À. Mình coi xem nữa bao nhiêu đoạn nhé. 1 2 3 4 5. Có 6 ấm nha mọi người. 6. Có tất cả 6 rồi. Đấy. Đây. Cái đọc rất là mảnh nha mọi người. Đấy. Đọc rất là mảnh. Đây. Bát thường.
dài 4 mét rưỡi, thu vào ngắn nhất của nó là 89 cm, cân nặng là 260 g, đường kính đột đỉnh của nó là 0,65 mm. Phíp nha mọi người, này là phíp, chất liệu phíp. Này số 14 200 14 200. Tiếp theo là còn 6 cái cần tay, 6 cần tay nha mọi người. Đây. Cái này thì mình không thấy ghi hiệu gì cả nên mình cũng không biết hiệu gì. Bát thường nè. Đây. Mới cái cần này thì chắc nước sơn của nó nhìn mà bạc như thế này chắc còn khoảng 45 phần trăm. Đây. Rút cái ống ra coi thử như thế này. Đấy. Coi thử xem có bao nhiêu đoạn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 đoạn tất cả nha mọi người. Cần là có 8 8 ống tất cả. Dài 6m3, thu vào ngắn nhất là 95 cm, cân nặng là 540 g, đường kính đột đỉnh là 1,5 ly. Đấy. Cái này cây số 15. Cần này cần tay trợ máy nha mọi người. 200. 200. Tiếp theo cái cần hiệu dưới đây. Kisu dưới đây. Cái cần này có 6 đoạn. Mà chỗ này ghi 5.4. Đây. Đo lại thấy 5.2 đây. Này 5.2. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m03, cân nặng là 310 g, đường kính đột đỉnh là 1,9 ly. Đấy. Độ mới của nó nằm 65% nha mọi người. Đọc của nó đây. Kéo được không được, phải 6 đoạn không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng rồi. Rồi, một số đọc rồi. Cái cần này, cái cần số 16, 180.000. 6, 180.000. Cái cần mà lúc nãy cái cần số 15 đây nè, mình không có thấy tem hóa ra nó là cái cần Olympic mọi người ạ. Nó cái cần Olympic, trên cái nắp đại của nó còn có nắp đại còn Olympic đây nè. Đấy, mờ chữ rồi nhưng mà nắp đại vẫn còn nhé. Đấy. Tiếp theo là một cái cần tay Daiwa. Cần tay Daiwa mọi người. Đây. Mới khoảng 65%. Này, 1 uống luôn cái đọc được cái tháng đó. Rất là mảnh. 1 2 3 4 5 6 7 có tất cả 7 lắm mọi người. 7 đoạn. Đấy. 7 đoạn. Nó dài 5m3, thu vào ngắn nhất của nó là 93 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 380 g. Đấy. Cái này mình bán với giá là 160.000. Cây số 17 160.000.
Tiếp theo, cây cần số 18 là mới có hiệu trên đây này, Apollo. Đấy mọi người, Apollo. Đây, cây cần này thì đây ngoại hình. Nhìn sơ qua thì thấy cái độ mới của nó khoảng cỡ 50% nha mọi người. Đấy. Mình thấy quan trọng là cái chất lượng nó còn, chứ mình thấy cái nước sơn này thì có vẻ như là đi cao dần rồi nó cũng bạc hết rồi. Đấy. Đấy, đọc của nó này. Mình coi xem thử nó mấy đoạn nhé. 1 2 à mọi người ơi. Này. Thấy chỗ này bị nứt rồi này. Đây. Mọi người về cột cước rồi lại nhé, cột cước bó chỗ này lại nhé. Đấy. Này. Chỗ nó nối đọc thì nó bị nứt này, thế này. Đấy. À. À. 4, 5, 6. 6 đoạn tất cả cho mọi người. Đấy. Cần 5m3 thu vào ngắn nhất là 1m03, cân nặng là 380g. Đường kính của độc đỉnh là 1 ly. Mọi người, cần này thì chất liệu là phíp. Đấy. Đây số 18. 190. 190 nha mọi người. Cần số 19 cũng không biết hiệu gì luôn. Này, đây đây, đó là Suzaku. Đây, cần phíp nha mọi người, chất liệu phíp nha mọi người. Đấy. Đọc. Mảnh 1, 2, 3, 4, 5. Cần có 5 đoạn. Đấy. 5 đoạn nha mọi người. Cái cần này thì còn mới 60% nha. 60%. Đấy. Dài 3m2, thu vào ngắn nhất là 76cm. Đường kính đọt đỉnh là 0,8 ly. Còn cân nặng là 180g. Đấy. Giá 120.000. Cái số 19. Rồi, cái cần cuối cùng của hôm nay. Đây, cần nhỏ gọn. Đây, cỡ bằng ngón út mình cho mấy. Cái cần này thì độ mới khoảng cỡ 60% cho mọi người. Đây, chọc mảnh 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn thôi. Dài 2m6, thu vào ngắn nhất là 1m01, cân nặng của nó là 60g, đường kính đọt đỉnh của nó là 0,9 ly nha mọi người. Đấy. Ok, cần số 20, kết thúc của hôm nay. 80.000. Rồi, và mọi người cũng dành mỗi thời gian để nghe mình nói nè. À, đồ cao này thì mình bán là mình ship code nha mọi người, nên mình gửi hàng đấy cho mọi người kiểm tra hàng ok rồi mọi người nhận hàng cho mình. Và mình cũng nói luôn cho đỡ mất lòng là khi mình gửi hàng tới thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra ok mọi người mới nhận hàng nhé. Nếu mọi người cảm thấy không đúng so với trên video mình đưa ra thì mọi người có thể hoàn hàng lại đấy cho mình. Còn nếu như mọi người đã nhận hàng rồi á, mọi người mở ra thấy giải bể á thì mình không chịu trách nhiệm với phần đấy nha mọi người. Tại vì mọi người phải mở ra liền ngay lúc người ta phát hàng để mình còn biết là mình báo với bên vận chuyển để người ta còn bồi thường. Đấy. Chứ còn ai cũng cái kiểu về đem về nhà cắt xong rồi 2-3 ngày sau khi anh mới mở ra coi mà bảo gãi thì mình không chịu trách nhiệm phần đấy nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99. Và mọi người gọi điện cho mọi người chứ nhắn tin sợ không kịp thời là bị người ta mua mất, nên mọi người thông cảm là cố gắng điện thoại giùm cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, mình cũng nói luôn quay là những đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới gửi cho mọi người. Đấy, còn mấy chục ngàn thì thực ra nó không bỏ công để mình gói một gói hàng. Càng cao thì mọi người biết rồi, gói phải rất là kỹ, không đi trên đường nó trường hợp bể gãy cũng rất là nhiều. Đấy, mọi người thông cảm nhé.